Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30 tháng 3. Hôm nay nắng nóng tiếp tục mở rộng và tăng mạnh, mức nhiệt cao nhất lên đến 32 đến 34 độ. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh cao hơn 1 đến 2 độ. Thời tiết oi bức và khá ngột ngạt vào thời điểm trưa chiều. Nhiệt độ thấp nhất trên địa bàn tỉnh hôm nay từ 26 đến 28 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 71 đến 76%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 30 tháng 3 năm 2022, mực nước cao nhất 390 cm xuất hiện lúc 13 giờ 45 phút, thấp nhất 105 cm xuất hiện lúc 6 giờ 45 phút.